Xin chào mọi người, tiếp tục quay trở lại với nội dung phim Đấu Phá Thương Khung ngoại truyện. Trong tập trước, Tiểu Viêm đã ra tay kết liễu Tiền Liễu Tịch, lúc định quay trở về thì gặp phải Huân Nhi. Nàng ta sớm đã nhận ra có người đang ẩn núp trong phòng, bởi vì che giấu thân phận nên Huân Nhi không hề biết rằng người trước mặt này chính là Tiểu Viêm. Nghe đối phương hỏi thăm tên tuổi cùng lý do, Dược Lão giải thích lý do là vì được người ủy thác hỗ trợ giải quyết một chút phiền phức. Huân Nhi muốn biết rõ ràng hơn vậy nhưng Dược Lão lại không đồng ý tiết lộ. Nàng ta nghe vậy liền lấy ra thực lực ủy hiếp. Dược Lão thẳng thắn nhắc nhở, biết nàng bây giờ rất mạnh, vậy nhưng muốn ngăn cản lão rời đi thì vẫn còn kém một chút. Nhìn thái độ cường quyết đó cũng không muốn làm tổn thương tới Huân Nhi, cho nên Dược Lão đành phải hạ giọng, tự biên tự diễn thú nhận là được Tiêu Viêm nhờ vả. Biết người trước mặt có quan hệ với cậu, Huân Nhi cũng không làm khó nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn không quên cảnh cáo đối phương đừng có ý nghĩ khác đối với Tiêu Viêm, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồng thời cũng đừng nói chuyện này cho cậu biết, dặn dò xong nàng ta liền rời đi. Lúc này Dược Lão mới hiện ra cảm thán, bản thân thực sự là vừa tốn sức lại không có kết quả tốt, bận rộn cả đêm không nói, còn bị cô bạn gái nhỏ uy hiếp. Sau khi kết thúc chuyện tại Ô Thần Thành là muốn cậu đi ra ngoài tu luyện. Ở nơi này sẽ chỉ để những chuyện tình cảm vô bổ cản trở cậu mạnh lên mà thôi. Sáng ngày hôm sau, đám người của Sa Liệt gia tộc phát hiện ra cái chết của Liễu Tịch. Sa Liệt tất không ngờ Liễu Tịch lại bị người ta làm thịt ngay dưới mắt mình, khả năng không phải là người của Tiêu Gia. Người mạnh nhất Tiêu Gia là Tiêu Chiến, cũng chỉ là đại đấu sư lục tình, cho nên không thể nào thoát khỏi cảm giác của lão. Tuy nhiên, dù bất kể có phải hay không thì cũng phải tính trên đầu bọn họ. Sa Liệt áo đem chuyện Tiêu Viêm đã khôi phục đấu khí, đồng thời đánh bại Liễu Tịch nói ra. Điều này làm cho Sa Liệt tất ngạc nhiên, lão lập tức phân phó đứa con trai đi thông báo cho Áo Bào Phách rằng cơ hội Tiêu Gia tới rồi. Chuyện cảnh tới hậu viện Tiêu Gia, lúc này Tiêu Viêm đang chuẩn bị đột phá lên đấu giả. Dược Lão nhắc nhở, sau khi dùng tụ khí tán nhất định phải mau chóng áp xúc đấu khí, cho tới khi trong đan điền hình thành vòng xoáy đấu khí mới thôi. Trong lúc này không thể tha lỏng, nếu không lên cấp này sẽ thất bại. Vậy nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng 3 năm nay đấu khí không có tiến bộ, vậy nhưng căn cơ lại trở nên vô cùng sâu dày, lên cấp không phải là việc gì khó. Tiêu Viêm nghe về liền cảm thấy tự tin, cậu phục dục đang dừng rồi bắt đầu. Trong lúc đó, Tiêu Gia bắt đầu bị tấn công, kẻ địch ở bên ngoài phóng tới một màn mưa tiễn giết chết vài người tộc nhân. Rất nhanh sau đó, Sa Liệt Tất và Áo Bào Phách cũng ngang nhiên bước vào, trên miệng không quên cười lớn. Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Chiến nhanh chóng xuất hiện. Sa Liệt Tất lên tiếng mỉa mai, không ngờ Tiêu Gia trong thời gian ngắn đã bồi dưỡng tiền phế vật Tiêu Viêm tới cựu đoạn đấu khí, thậm chí còn để hắn tấn công luyện dược sư của lão trong phường thị. Hơn nữa còn làm cho Liễu Tịch nửa đêm chết bất đắc kỳ tử, cho nên Tiêu Gia nhất định phải trả món nợ máu này. Những lời này làm cho đám người Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc. Sa Liệt Tất hạ lệnh cho thuộc hạ lao tới tấn công, một tên cũng không bỏ qua. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu, bị mất thế chủ động, Tiêu Chiến nhanh chóng ra lệnh cho các vị trưởng lão mang theo tiểu bối rời đi trước. Sa Liệt Tất cũng phân phó, Tiêu Chiến cứ để cho lão xử lý. Những người khác đi giải quyết đám còn lại, tuyệt đối không được tha cho thằng danh Tiêu Viêm. Rất nhanh, Tiêu Chiến và Sa Liệt Tất cũng lao vào nhau. Kèo so đấu này đối với lão có vẻ khá thua thiệt và liên tục bị đối thủ dồn vào thế khó, còn bị ăn một chiêu làm choáng váng. Về phần Tiêu Viêm, cậu ta lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí bản thân còn đang trong giai đoạn mấu chốt, cần tập trung tinh thần. Sau một hồi, Dược Lão nhận ra tiến triển cũng không tệ, qua không bao lâu nữa thì có thể thành công lên cấp đấu xa rồi. Đúng lúc sắp tấn thăng thì bị một mũi tên cắt ngang, hóa ra là tên Sa Liệt Áo, hắn dẫn theo vài tên thuộc hạ chạy tới, định bảo mối thù lần trước. Hắn tỏ ra vô cùng tự tin, lắc đầu đáng tiếc, cho rằng cậu rốt cuộc không còn cơ hội thăng cấp nữa. Hắn lập tức ra lệnh cho 3 tên thuộc hạ xông tới, để cho tiểu tử này và tên phụ thân cùng xuống nhau về chầu với tổ tiên. Tiêu Viêm nghe phụ thân mình xảy ra chuyện liền hỏi thăm. Sa Liệt Áo khoe khoang với thực lực đại đấu sư đỉnh phong của phụ thân hắn, đoán chừng bây giờ đã tiến lão gia Tiêu Chiến về với đất mẹ rồi. Tiêu Viêm nghe xong vô cùng tức giận, công hưng lại quá trình đột phá, mượn lực lượng của Dược Lão đẩy lùi đám người Sa Liệt Áo về sau, sau đó định chạy về Tiêu Gia trợ giúp, và nhưng Dược Lão đã ngăn cản. Bây giờ đang trong thời khắc mấu chốt, bỏ lỡ nó, sau này muốn lên đấu giả sẽ càng khó khăn hơn. Tiêu Viêm cảm thấy cho dù lên cấp thành công thì có làm sao, đến lúc đó người cũng chết rồi, mạnh lên còn có ý nghĩa gì nữa. Dược Lão lại khuyên ngăn, không nên vì chuyện này mà làm choáng váng đầu óc. Vì đối phó một đại đấu sư đỉnh phong, biện pháp duy nhất chính là thăng lên đấu giả để nhận thêm năng lượng. Thế giới này thực lực vì tồn, không có thực lực, sẽ không bảo vệ được ai cả. Nhân lúc dược lực vẫn còn, cậu nên tranh thủ ngưng tụ vòng xoáy đấu khí, đừng để người nhà liên lụy nữa. Tiêu Viêm nghe vậy tức giận, cậu không biết lão đã trải qua điều gì để bây giờ biến thành bộ dạng này. Và cậu cũng không biết tại sao lão lại nói đừng để người nhà làm liên lụy, cậu cho rằng Dược Lão sai rồi. Năm đó lão xả thân giải cứu đồ đệ. Thế nhưng kết quả lại là bị người đồ đệ này tặng cho một kiếm vào ngực, cho nên lão mới có cảm giác như vậy, mới không tin tưởng vào tình thần nữa.
Tiêu Viêm cho rằng chính vì bản thân làm phế vật 3 năm nên mới nhìn thấy rõ ràng hơn cái gì gọi là quan trọng nhất. Trong thời gian đó, phụ thân cậu vẫn luôn ủng hộ, bây giờ cậu không thể bỏ mặc bọn họ được. Cậu thao nhẫn, đặt nó ở lại, còn bản thân thì rời đi. Hành động này làm Dực Lão cũng phải suy nghĩ. Trở lại với trận chiến của Sa Liệt Tất và Tiêu Chiến liên tục bị ăn hành. Đúng lúc nguy hiểm thì Tiêu Viêm xuất hiện, che chắn trước mặt phụ thần. Bởi vì đang giữ đứa con trai của lão làm con tin, cho nên Sa Liệt Tất đành phải dừng tay. Cậu yêu cầu lão mang người rời khỏi Tiêu Giang. Sau một thoáng suy nghĩ, lão chủ động bước lên phía trước. Một nơi nhỏ bé như Ô Than Thành lại có tam đại gia tộc cùng tồn tại. Cho dù bọn lão có dạ tâm thì cũng chưa có cơ hội. Bây giờ cơ hội chiếm đoạt Tiêu gia đã gần tới trước mắt. Vì lợi ích của gia tộc, lão đành phải để cho đứa con này chịu ủy khuất. Sa Liệt Tất tung chiều giết chết Sa Liệt Áo, sau đó tiếp tục bón hành cho Tiêu Chiến. Vậy nhưng người khiến lão để tâm tới lại là Tiêu Viêm. Nếu để cho cậu trưởng thành, sau này Sa Liệt gia tộc sẽ gặp nguy. Lão lập tức tung một đòn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Chiến nhanh chân hơn não chạy ra lấy thân mình ngăn cản. Nếu một chiêu này đánh trúng, Tiêu Chiến nhẹ thì bị thương, nặng thì về chỗ ông bà. Vậy nhưng thời khắc nguy cấp đó, Tiêu Viêm đột nhiên lao ra đỡ đạn, thân thể bị đánh bay đi, mà Tiêu Chiến ngay sau đó cũng liên tiếp bị ăn đòn. Chứng kiến cảnh tượng hai cha con xa thân vì nhau, Dực Lão không đành lòng đứng nhìn nên chủ động trợ giúp, đem lực lượng truyền vào thân thể Tiêu Viêm, mặc lên người bộ quần áo đen rồi xông ra đấm liên tục vào mặt Sa Liệt Tất. Bởi vì không chịu nổi luồng sức mạnh từ Dực Lão, cơ thể từ từ bị vỡ nát. Buộc cho Dực Lão phải đứng ra ngăn cản đối phương, còn Tiêu Viêm sẽ tranh thủ thời gian hoàn thành tấn cấp. Tuy rằng lần này không có tụ khí tán, vậy nhưng cậu vẫn tự tin. Sau một lúc bế quan, Tiêu Viêm thành công đột phá lên đấu giả. Cậu lấy lại lực lượng của Dực Lão rồi đánh sai chiều thức bát cực bằng tiễn Sa Liệt Tất về cho ông bà. Đến trời sáng, Tiêu Chiến tỉnh lại. Vì để tránh nghi ngờ, Tiêu Viêm phải đem chuyện bái sư nói sơ qua, mà Dực Lão cũng lên tiếng giải thích. Ở phía sau, Huân Nhi cũng đứng trên cao quan sát. Có vẻ như tất cả những chuyện xảy ra đều lọt vào con mắt của nàng. Lăng Anh ở phía sau cho biết, cổ tộc không được tham gia chuyện của Tiêu gia là tộc quỳ, cho nên cầu xin nàng nhớ kỹ không thể dính dáng sâu vào. Lần này có sự trợ giúp, Tiêu Viêm không quên cảm tạ vị sư phụ này. Dực Lão vỗ sâu khen ngợi, vận khí của cậu kể ra cũng không tồi, vậy mà thực sự có thể thành công ngưng tụ vòng xoáy đấu khí. Tiêu Viêm thắc mắc hỏi lý do vì sao lão lại thu mình làm đồ đệ. Dực Lão cảm thán bản thân bây giờ vỏn vẹn chỉ là một linh hồn thể. Theo lẽ thường thì đã chết rồi, vậy nhưng bởi vì lực lượng linh hồn lại mạnh hơn so với người thường, cho nên lão đã dùng bộ dạng như vậy để sinh tồn. Lão cũng không thích những tháng ngày hư ảo thế này, còn có chuyện nhất định phải hoàn thành, cho nên nhất định phải thoát khỏi trạng thái linh hồn này. Công pháp tiến hóa mà lão từng nói có tên Phần Quyết, khi bắt đầu tu luyện sẽ cực kỳ gian nan, bởi vì mỗi lần tiến hóa đều phải thôn phệ một loại dị hỏa. Sau khi tiến hóa thành công liền có thể sử dụng nhiều loại dị hỏa phối hợp lẫn nhau, luyện chế ra một bộ thân thể có thể dung nạp linh hồn. Đến lúc đó, lão cũng coi như được trùng sinh. Xác suất thôn phệ dị hỏa đúng là cực kỳ cao, vậy nhưng đừng nghi ngờ tiềm lực của nó. Nếu thực sự tu luyện thành công, e rằng khắp cả đấu khí đại lục thực sự không có mấy ai có thể là đối thủ của cậu. Chỉ khi có thực lực mới có tôn nghiêm. Lúc trước, Nạp Lan Yên Nhiên sở dĩ có thể hiên ngang tới đây từ hôn chính là vì có bối cảnh phía sau mạnh hơn cậu. Lão biết thế lực sau lưng Huân Nhi còn khủng khiếp hơn cả Vân Lâm Tông. Cho dù cậu có thiên phú tu luyện kể xuất, thì bọn họ cũng sẽ không quá coi trọng. Chỉ khi có thể lấy ra được thực lực để bọn họ phải thực sự kiêng nể. Về phần đồng ý tu luyện hay không thì do cậu tự lựa chọn, lão cũng không thể can dự quá nhiều. Từ trên góc độ bản thân mà nói, Dực Lão rất hy vọng cậu có thể tu luyện Phần Quyết này. Bản thân ở nơi tối tăm không thấy mặt trời bên trong chiếc nhẫn kiên trì được nhiều năm như vậy, chính là vì hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được một người có sức mạnh linh hồn vượt trội, đủ yêu cầu tu luyện Phần Quyết. Lão lấy ra hai quyển công pháp để Tiêu Viêm lựa chọn. Cuốn màu đỏ là Địa Sai Hỏa thuộc tính, cuốn còn lại là Phần Quyết. Nghe những lời tâm sự đó, Tiêu Viêm liền không ngần ngại cầm lấy công pháp Phần Quyết. Loại sỉ nhục từ Nạp Lan Yên Nhiên đó, cậu cũng không muốn chịu lần thứ hai. Bây giờ Dực Lão cho cậu thời gian thêm một tháng để bồi bạn với người nhà, sau đó sẽ đi ra ngoài rèn luyện. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã qua một tháng, Huân Nhi sẽ đi tới Sa Nam Học Viện. Nàng rất muốn Tiêu Viêm đi cùng, sau đó nghĩ cách đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Vậy nhưng Tiêu Viêm lại không thể làm như vậy. Cậu nhanh chóng chia tay phụ thân và Huân Nhi rồi cất bước rời đi. Tập phim tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nhé. Xin chào!